Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất. Danh hài Trường Giang ho nhiều trong phim trường phải lên tiếng giải thích. Vừa qua trong một đoạn clip hậu trường chương trình Chọn Nghe Đi, một chương trình mà Trường Giang làm MC chính. Trong đó đáng chú ý là cảnh Trường Giang đang dẫn chương trình thì đột nhiên ho lớn. Hành động này của anh khiến nhiều khán giả vô cùng lo lắng. Ngay sau đó Trường Giang đã phải giải thích với khán giả tại hiện trường. Anh nói, tôi ho là vì tôi bị đau cổ họng do nói nhiều quá. Với lại tôi hay bị Trương Thế Vinh bắt uống rượu nên mới đau họng mà ho thôi, chứ thực ra không có chuyện gì hết. Tuy nhiên rất nhiều khán giả vẫn vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Trường Giang. Nhiều người cho rằng Trường Giang đang làm việc quá sức và nên giảm bớt tần suất đi show lại. Một số người còn đề nghị nam danh hài đi kiểm tra sức khỏe cho chắc chắn. Giang ca mau hết bệnh nha. May quá anh Giang giải thích ngay chứ không lại bị cách ly thì khổ. Có mấy người nổi tiếng phải đi cách ly rồi. Đang dịch bệnh như thế này, anh Giang phải cẩn thận vào. Được biết trước đó Trường Giang cũng có thời gian quay hình tại Quảng Nam, nơi phát hiện ca dương tính. Nên ngay khi trở về Sài Gòn, Trường Giang đã phải cách ly tại nhà vài ngày để đảm bảo cho sức khỏe của Nhã Phương và con gái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận về cảm nghĩ của mình. Và đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.